Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin phép được làm một video, đó chính là bộ có trái bưởi này để tách ra những cái múi mà không bị vỡ nhé. Và bây giờ mình xin mời các bạn xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đây là một trái bưởi và mình đã chuẩn bị một chiếc thớt này và một cái dao này. Và bây giờ mình bắt đầu. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Tiên mình sẽ cắt cái phần trên này đi. Các bạn nhớ mài con dao này cho nó sắc nhé. Cửa cái phần vỏ của nó. Rồi bây giờ mình sẽ tách cái phần này ra này. Đến đoạn này thôi. Bây giờ mình sẽ tách dần theo bên này. Đấy. Mình làm cách này thì rất là nhanh. Các bạn vẫn giữ cái này lại nhá, vẫn giữ cái này lại để mình thì nếu mình bóc vào trái bưởi này, mỗi bưởi này thì cho vào trong này. Bây giờ mình sẽ tách. Các bạn tách ra thôi, không nó lát mình đi nhé.
Như vậy là mình đã bóc trái bưởi và đã ra được những cái múi bưởi này rồi, tách ra được những cái múi múi bưởi này rồi. Và bây giờ nhá, mình sẽ cho vào trong cái này, mình sẽ xếp vào đây. Tiên mình sẽ cho những cái muối nhỏ cho sao. Mình sẽ xếp tách ra xung quanh. Hoàn thiện sao? Đấy, mình đã vừa hoàn thiện xong cái có trái bưởi và tách được những mũi bưởi này, mũi bưởi này ra và đã cho vào trong cái trong này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn là một ngày mới gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhớ đừng quên đăng ký kênh cho mình và nhớ chia sẻ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.